Hello anh. Bây giờ Anh đang xin gặp. giới rồi xin Anh đang gặp. giới rồi xin giới thiệu một chút tí xíu đi. Bây giờ bạn hình như bạn đang đang ở đâu? Anh đã gặp Dũng hôm mấy tuần trước rồi. À rồi rồi ok. Chứ bây Anh giờ có nhiều nghe. khi nó cũng quên đi. Không không Ok không vấn đề gì cả. anh. Ok, vậy là anh nhớ rồi chứ gì? Rồi. Ok anh. Thì bây giờ thì cũng mình cũng giống như lần rồi thì anh nói thì Dũng võ nghe anh. Ok. Mình anh em mình tôn trọng nha, thì nếu mà anh Đúng mời rồi. Dũng Võ lên thì Dũng Võ phải tôn trọng anh chứ. Đúng rồi, bây giờ này, trên 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 quan điểm như này thì tôi bây giờ không biết trước kia mình đã nói Dũng Võ chưa, thì bây giờ mình nói lại, mình là những người Việt Nam máu đỏ da vàng đúng không? Mình yêu đất nước Việt Nam, yêu Tổ quốc Việt Nam, nhưng cũng có một cái số quan điểm nào đó nó trái ngược với nhau một tí, thì mình cùng lên đây mình trao đổi với nhau. Rồi ok. Anh xin mời. Ok, thì anh cũng nói thì Dũng Võ cũng nói cái quan điểm của Dũng Võ. Chúng ta đều là người Việt Nam, ai cũng yêu Ok. thương đất nước Việt Nam hết, bởi vì Rồi. chúng ta là đều là con rồng cháu tiên. Nhưng Rồi. đối với Dũng Võ, Dũng Võ là dân cờ vàng và anh là dân cờ đỏ, anh là theo. Nhưng mà dân tộc của chúng ta chỉ một. Nhưng mà trong dân tộc của chúng ta không tất cả những người dân, nếu mà người dân được tự do dân chủ thì họ bầu cho những cái đảng phái nào họ muốn. Nên nhớ là đối với quan điểm của Dũng Võ thì đảng Cộng sản không có đại diện cho dân tộc Việt Nam, bởi vì dân tộc Việt Nam nếu mà một đảng nào muốn đại diện cho dân tộc đó thì phải thông qua cái phiếu bầu của tất cả những người dân đó bầu ra cho một đảng phái đó, thì lúc đó Stop, stop. Rồi bây giờ này, đó bây giờ này, tức là ý Dũng Võ nói là Đảng Cộng sản không đại diện cho dân tộc Việt Nam. Thì bây giờ mới nói với, đó là quan điểm của em. bây giờ này đấy là quan điểm của Dũng Võ. Nhưng mình nói với Dũng Võ này, một đất nước, nghe chưa? Thì ngay ở đầu chương trình mình đã nói rồi, tức là cái đảng phái nào đó mà lãnh đạo nhân dân Việt Nam mà thống nhất được đất nước, đúng không? Và làm cho đất nước Việt Nam hiện nay phát triển, thì những đảng phái đó, những đảng đó thì được những người dân Việt Nam tin tưởng và nói chung là ủng hộ, đúng không? Chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm rất tốt cái công việc của mình, thì những người dân chúng tôi ủng hộ cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thế thôi, đúng không? Còn trước kia năm 1975, ở 1945 khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, thì hồi đó có rất nhiều đảng phái khác nhau, Đảng Cộng sản, Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ, Quốc dân Đảng, rồi Đảng Đại Việt, và coi như là còn rất nhiều đảng và khác phái khác nhau, nhưng cuối cùng chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo những người dân coi đứng lên để mà đánh đuổi giặc Nhật, sau đó giặc Pháp và thống nhất toàn vẹn non sông. Đó là những cái mà tất cả mọi người dân ở trên bất kỳ một đất nước nào thì người ta cũng mong muốn. Thứ nhất là phải toàn vẹn lãnh thổ, đúng không? Chứ còn ví dụ như là trường hợp ở bên Triều Tiên, hiện nay Nam Triều Tiên là một đất nước tức là rất là giàu mạnh, đúng không? Nhưng những người dân Nam Triều Tiên đấy, người ta cũng có một nỗi khổ, tức là đất nước vẫn chưa được thống nhất toàn vẹn. Đấy, thì mình trả lời như thế thôi. Còn ví dụ một đất nước hiện nay, ví dụ như còn vừa nãy mình đã nói rồi, tức là chọn một cái chế độ chính trị nào đó thì nó phải phụ thuộc vào cái điều kiện lịch sử, hoàn cảnh, dân trí và văn hóa, tất cả mọi cái. Mà hiện nay theo mình nghĩ, đối với Việt Nam hiện nay chỉ chọn Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là một cái đảng duy nhất lãnh đạo có những người dân Việt Nam, thì cái đó là cái là rất là tốt, đúng không? Còn sau này khi theo cái sự tiến triển của cái xã hội Việt Nam, của con người Việt Nam và cái văn hóa của Việt Nam, thì Đảng Cộng sản Việt Nam không bảo thủ sẽ điều chỉnh cái sự lãnh đạo của mình như thế nào đó để cho đất nước Việt Nam, con người Việt Nam sánh vai với các cường quốc Nam châu. Ý mình như thế. Rồi xin chào. Ok anh. Rồi bây giờ anh xong rồi ha. Bây giờ tới Dũng Võ nói Ok. ha. Ok, đó là quan điểm của anh. Còn quan điểm của Dũng Võ là của và tất cả đó là quan điểm riêng của Dũng Võ. Thì bây giờ em xin hỏi anh bằng vậy nè. Ok, hỏi. Cái vấn đề thôi, giờ mình bỏ qua cái chuyện đó trước. Thì ý kiến của anh là vậy, ý kiến của em là nó khác. Thì bây giờ mình bỏ qua ý Rồi. kiến đó đi. Bây giờ là Rồi, coi xong nãy cái giờ chuyện đảng lãnh nãy giờ đạo đi. Rồi. dạ bây giờ nãy giờ em cũng thấy là có nhiều người nói là
những người giống như bác Trần Siêu, hoặc là những cũng có người tên là Nam Phan thì phải, Nam Lê, Nam Lê thì phải. Họ nói là những người đi ra nước khỏi nước ngoài rồi đó có cái quyền gì mà để xía vào đất nước Việt Nam. Nhưng mà nãy anh Bằng đã nói rồi, chúng ta đều là người Việt Nam, chúng ta Chính chủ quyền xác, đất, đi đâu chính xác, đi đâu cũng tất cả họ có cái quyền nói chứ. Chúng đúng. ta những người mà giống như Dũng Võ nè, những người tất cả những người mà khác chính kiến với anh Bằng hoặc là khác chính kiến với cái Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ không phải là phản động. Họ họ không chỉ họ họ lên họ nói tiếng nói chúng ta để làm gì? Chỉ chúng ta phản biện với nhau, chúng ta tranh luận với nhau để tìm hiểu một con tìm được cái giải pháp nào để đưa cái dân tộc của chúng ta đi lên, chứ không phải là để chúng ta ở đây không có sự hơn thua, ở đây không có sự là thắng thua ở đây. Chúng anh là có thể đi trước, có thể là anh lớn tuổi hơn em, và tất cả giống như bác Trần Siêu cũng vậy. Thì ở đây chúng ta chỉ lên là phản biện với nhau thôi để tìm hiểu một con đường nào để đưa đất nước chúng ta, đưa dân tộc chúng ta đi đến đường mà nó tốt đẹp hơn hiện cuộc sống hiện nay. Tại sao em nói tốt đẹp hơn cuộc sống hiện nay? Bởi vì dù cho cái cuộc sống hiện nay, nhờ ví dụ đi dân tộc của chúng ta đi bây giờ có tốt đi nhìn mì thì cái thế hệ tương lai nó phải làm tốt hơn nữa chứ, cái thế hệ con của anh nó phải giàu hơn anh, phải khá hơn anh, phải đầu óc phải mở mang hơn anh được chứ, đúng không? Mà cần nếu mà chúng ta cần cái đó, có cái nếu có chuyện đó xảy ra thì chúng ta cần phải tranh luận, phải có bàn luận để được tìm hiểu con đường đó nào tốt hơn Bây giờ này, đó. xin lỗi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn. Ví dụ như này, bạn với tôi lên tranh luận, đúng không? À thì bạn cứ thì không có vấn đề gì cả. Nhưng ví dụ như các bạn cầm cái lá cờ vàng mà các bạn có kêu gọi những cái người dân nhá, kém hiểu biết ở đất nước Việt Nam, hoặc các bạn có một âm mưu gì đó phá hoại cái cuộc sống bình yên của chúng tôi. Và cái theo như chúng tôi nhé, tôi chỉ nói rất là vô tư, theo tôi là hiện nay cuộc sống của Việt Nam bình yên, kinh tế Việt Nam đang phát triển, mà các bạn mà dùng hành động nào nào đó hoặc là dùng lời nói để mà kích động để phá hoại thì bắt buộc chúng tôi phải coi các bạn như kẻ thù. Còn ví dụ các bạn nên tranh luận ra để ra được một cái vấn đề nào đó đúng sai, hoặc là mình chia sẻ những cái quan điểm của mình thì không có vấn đề gì cả. Đấy. Ở đất nước Việt Nam ví dụ là bây giờ này, một người bất kỳ một người dân nào đó có một quan điểm khác, đúng không? Thì các bạn vẫn cứ lên gặp những cái chính quyền, hoặc là gặp những cái đại biểu quốc hội, hoặc là gặp những cái cơ quan chức năng để các bạn coi như là thể hiện những cái nguyện vọng của mình thì ok. Nhưng các bạn lên trên mạng xã hội chẳng hạn, hoặc các bạn ra ngoài đường các bạn kích động mọi người chống phá lại chính quyền nhân dân, các bạn coi như kích động những người dân, thì những người đó thì nó phải có tội thôi. Đấy, ví dụ như bạn với tôi lên đây bạn không có vấn đề gì cả, tranh luận với nhau cái quan điểm của bạn như thế, bạn với tôi cùng một cái ý nghĩ, cùng một cái quan điểm, tức là yêu đất nước Việt Nam, yêu con người Việt Nam, yêu tổ quốc Việt Nam, đúng không? Cùng cái đó. Nhưng tôi hơn bạn là tôi khác bạn cái là tôi yêu chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhưng bạn thì bạn chưa tin hoặc là bạn không ấy, tất cả các thứ đó là quan điểm của bạn, chúng tôi không ngăn cấm, quan điểm từng người không ngăn cấm, nhưng bạn có một hành động nào đó bây giờ thì không được. Đấy. Thì chúng tôi sẽ chống đến cùng. Rồi, xin mời, đấy là quan điểm của tôi, Thì quan điểm của em cũng giống như quan điểm của anh là đúng không? của giống như anh Bằng là chúng ta đều là người Việt Nam cũng yêu thương dân tộc Việt Nam. Đúng Ok, rồi. nhưng quan điểm của anh là anh thích cái chế độ cộng sản này, còn em thì không có thích. Đó đó Đúng, là chỉ đó vậy là thôi. quan điểm khác Đó, nhau. đúng rồi, Ok. đó là chỉ đó là tại vì sao em không thích. Giống như anh nói, nếu mà con người ở Việt Nam mà làm người muốn có cái sự giống như là bực tức gì mà đi lên gặp đại diện quốc hội, đại biểu quốc hội đó, hoặc là vừa gặp những cái quan chức Cái đó, gọi là cơ quan chức năng, đó gọi là cơ quan đúng chức năng đi đó, thì vậy. Nhưng mà sao Dũng Võ thấy vậy nè, từ Nam ra Bắc, từ Nam ra Bắc, những người mà bị mất đất, bị những người dân quan đó ở ngoài Hà Nội đó, biết bao nhiêu người mà ta ra đó từ năm này qua tháng kia, rồi. Rồi có rồi bao rồi giờ bạn họ nói. có bao giờ những người cơ quan chức năng mà để giải quyết cho họ chưa? Nhưng mà đất của dân càng ngày càng bị nhiều. Em ngày xưa Dũng Võ ở Tây Ninh nè, cái xã ở Tân Hưng, ok, huyện Tân Hưng, xã Tân Tiến, đất của người ta một mẫu là trị giá 500 triệu, mì khoảng chừng hai ba bốn tuần trước thôi, mì mì của người ta còn 2 tháng nữa nhổ, mà
các cơ quan chức năng phối hợp với một cái công ty nào đó đó đi vô cưỡng chế lấy đất của người ta, thường cho người ta 32 triệu một mẫu. Hỏi anh vậy anh có chấp nhận hay không? Đó. Bây giờ không này. Phải là chỉ ở Tây Ninh. Không, không, không. Tất cả từ Nam chí Bắc đều. Rồi xin lỗi. Rồi, bây giờ này, nói về vấn đề đó thì nó rất là nhiều thời gian, nhưng mình chỉ tóm lại như thế này. Bây giờ bạn nói về những cái người dân oan, thấy chưa? Bị cướp đất, bạn nói cái câu cướp đất là bạn sai, đúng không? Gọi là mất đất đi. Tức là hiện nay tôi nói với bạn này, đúng không? Hiện nay đất không phải của bạn, ví dụ đất của bạn thì người ta gọi là cướp, đúng không? Đất là sở hữu của toàn dân, do nhà nước quản lý và giao cho những người dân sử dụng. Ví dụ giao cho bạn trồng mì thì bạn sử dụng trồng mì, nhưng mà khi nhà nước người ta lấy lại cái vùng đất đó, người ta làm những khu dân cư hoặc chỉnh trang đô thị hoặc làm những khu công nghiệp hoặc làm này hay khác, thì ở những ví dụ ở Tây Ninh như bạn, nó có một cái đơn giá đền bù rõ ràng rồi. Ví dụ cái khu đó, ví dụ cái khung giá đất đền bù cho là cỡ khoảng độ bạn nói là 30 triệu đồng một sào hay một mẫu gì đi, đúng không? Thì ví dụ những người dân người ta không đòi, không nhận 30 triệu, người ta đòi 3 tỷ cơ, đúng không? Cho nên là tôi nói với bạn là những cái vấn đề đó là cái vấn đề coi như là dân tham ở Việt Nam hiện nay chiếm 98% đến 99%, còn 1% là thực dân oan. Thì bạn biết là dân oan là tức là mình nói là dân oan, tức là những người dân mà bị những cán bộ ấy, ở bên phía dưới ấy, thì người ta ví dụ lợi dụng vào cái chuyện bồi thường giải tỏa đất, người ta bớt xén hoặc người ta như thế này khác. Nhưng theo bây giờ hiện nay ấy, cái vấn đề mà đền bù giải tỏa các thứ nó rất là minh bạch rồi, đúng không? Chứ rồi, bây giờ tôi nói với bạn thì đấy chỉ vấn đề thôi. Còn lại những cái người ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, bạn biết là mọi người không tiếp không? Tôi nói với bạn ấy, ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng 99% số người đấy là dân oan mà bị bọn dân chủ rất mũi nó thuê, đúng không? Nó quay view clip tất cả thứ sang nó tiền để mà cho những người ấy thôi. Người ta ăn nằm ở dề đấy mỗi ngày coi như là cứ đấy, đấy là được bao nhiêu tiền, bạn biết không? Cần thiết một số anh em ở Hà Nội sẽ đến quay những cái cảnh đấy cho các bạn thấy. Cho nên các bạn nhìn cái gì cũng phải nhìn vấn đề hai chiều, đúng không? Ở Mỹ cũng thế. Bây giờ ví dụ muốn lấy một cái nhà của bạn, người ta đền cho bạn ví dụ hiện nay trị giá cỡ khoảng $1 triệu, người ta đền, tôi nói ở Việt Nam nhé, nếu một nhà trị giá $1 triệu thì nếu mà có đầy đủ giấy tờ đàng hoàng thì người ta chắc chắn sẽ được cỡ khoảng $1.25-$1.2, đúng không? Ngay ở nhà tôi hiện nay ví dụ như cỡ khoảng $1.5 triệu, nhưng mà bây giờ tôi nói là nếu mà động đến nhà tôi nhé, đền bù giải tỏa để làm khu trung tâm thương mại nội kia nhé, thì chắc chắn cỡ khoảng tối thiểu $1.7. Tôi nói các bạn như thế. Cho nên cái lòng tham con người là nó là vô đáy. Cho nên là ở Việt Nam dân tham là nhiều, chứ còn dân oan là có, nhưng mà tỷ lệ rất ít. Tôi nói bạn như thế thôi. Rồi xong vấn đề đất. Anh còn nói nữa không? Rồi xong. Anh còn nói thì ok, vậy anh xong rồi, chơi tới Dũng võ ha. Đúng rồi, Dũng nói. Ok. Thì anh nói thì Dũng Võ cũng ghi nhận ý kiến của anh đó, nhưng mà thực ra nếu mà anh nói của họ 32 triệu một mẫu mà họ đòi 3 tỷ thì chuyện đó không có. Mình nói là nói có sách mách có chứng. Ok, là một mẫu của họ 32 triệu, nhưng mà okay. Nhưng mà thực ra cái miếng đất của họ trị giá là 500 triệu, trị giá trên hiện thời là 500 triệu, nhưng mà cái chính quyền ở không, cái xin lỗi đó đó. Cho mình hỏi tí, trị giá là trị giá 500 triệu là như thế nào? Một mẫu không đó. Không, một mẫu đất nhưng giá mà giá thị trường hiện nay ở toàn cái khu đó là 500 triệu tới 600 triệu một mẫu, tại vì đất hiện nay cái giá đất nhá thì nó có rất nhiều loại, cái loại rất đất thổ cư nó khác, đất về nhà nước giao cho trồng đất nông nghiệp nó khác đấy, thấy chưa? Chứ không thì phải đúng, là đất nào như anh nói đúng, nhưng mà đất, cái khu đất đó là trị giá 500 triệu một mẫu, từ 500 tới 600 triệu một mẫu, nhưng mà họ vô họ đền bù có 332 có 32 triệu một mẫu, đó là có sách mách có chứng ở huyện Tân Hưng. Nói chung là bạn biết thế thì nói thế, thì tôi biết thế thôi, chứ còn bây giờ ví dụ như đất nhá, ví dụ có sổ đỏ đúng anh nói có chủ quyền tất cả thứ thì nói chung là biết thế thôi. Nhưng mà cái hiện thời này cái giá đó là theo cái thị trường là 500 triệu đến 600 triệu một mét một mẫu. Còn tôi đang ở Mỹ này nè,
ở Việt Nam á, là sao anh nói á, là dân làm chủ mà nhà nước quản lý, cái đó là tôi thấy đó là đã sai rồi. Thôi bây giờ chứ cái chuyện đất đai nó Thôi bây giờ giờ cái giờ chuyện tôi nói rồi, nói xong rồi mỗi chuyện một đó chuyện cái đó đất qua. nước người ta quản lý thì cái chuyện đất cát là khác nhau, Thì mà xem thế đó vâng đó đúng đó là bên đất nước Việt Nam, cái chính phủ Việt Nam quản lý như thế nào đó, thì bây giờ trước mắt tôi thấy vậy là tôi nói vậy thôi. Ở bây giờ giờ bây này giờ thôi. tôi nói xin lỗi mọi người, với tôi nói Dung Vũ này nhá, hiện nay tôi lấy một cái dẫn chứng rất cụ thể ở cạnh nhà tôi, tất cả nếu mà Dung Vũ về thành phố Hồ Chí Minh thì Dung Vũ cũng biết là ở cái chỗ mà cái khu đất vàng á, mà đối diện với lại bến xe khách mà bến xe buýt ấy, mà tức là nó giới hạn bởi đường Cam Ét này, đường Lê Thị Hùng Gấm này, đường Phạm Ngũ Lão này và đường Phó Lý Chính, thì hiện nay đã đang xây dựng một cái khu trung tâm thương mại. Thì ở tôi nhá có ba bốn người bạn ở đây, trước kia thì nó giao bán 17 tỷ, thấy chưa, không ai mua cả, lấy giá thị trường ấy. Nhưng mà khi tức là người ta có giấy tờ đầy đủ rồi, khi nhà nước đền bù nhá, tổng cộng nó tức là mấy thằng ấy được 21 tỷ. Tôi nói không bao giờ, nếu mà ví dụ tôi không biết ở cái vùng nông thôn như thế nào, nhưng mà ở thành phố ấy, ví dụ nhà tôi chẳng hạn, ví dụ trị giá triệu rưỡi đô la, thì nói chung khi mà nhà nước mà đền bù kể cả nhà mà kể đất cộng với lại nhà nữa, tôi nói với tất cả các bạn không dưới 1,7 triệu đô la, tôi nói tất cả các khoản cộng vào đấy. Còn lại ở vùng nông thôn nọ kia tất cả các thứ thì thôi, bây giờ chuyện đất đai tôi chỉ nói vậy thôi, chơi con thôi chuyển sang vấn đề khác. OK, thì anh làm chủ diễn đàn, OK, nhưng mà cũng nghĩ là chúng ta mỗi người nói, ví dụ anh nói 2 phút thì tôi cũng nói 2 phút, và Không, cái thực tế tôi chỉ nói giải thích cho Dũng Võ về cái OK, gọi là cùng một vấn đề thôi, chứ tôi không nói lan man vấn đề khác, đúng không? Đấy, rồi OK. xin mời. Còn còn cái tên của tôi á, là tên Dũng, họ Võ chứ không phải là Vũ, Võ rồi, họ Võ Dũng. Dạ, vâng. họ Võ chứ họ không phải là họ Vũ. Dạ, xin đính Ok, chính với rồi. anh là xin đính chính với anh bằng Nguyễn là gì cái vấn đề đó. Thế thì nãy giờ ngồi nói chuyện với anh ở đây cũng được mấy phút rồi, nhưng mà chúng ta chưa vào vấn đề chính. Rồi Vấn bây đề giờ chính bây rồi giờ là ok. xin hồi nãy ngồi nghe cái chú gì cái anh gì á nói về vấn đề biển đảo Trường Sa Hoàng Sa đó, thì theo theo Dũng Võ thấy vậy nè, theo Dũng Võ đã đọc lại thì cũng Dũng Võ cũng sanh sao sanh là 3 giờ 3 năm là đã năm 1975 là cái sự kiện đó nó xảy ra rồi, Rồi. thì chỉ đọc lại tài liệu và ở bên đây thôi, còn ở Việt Nam thì chẳng biết được cái tài liệu gì, chỉ một chiều thôi, chỉ đọc tài liệu ở Việt Nam một chiều, nhưng mà qua đây mới đọc được cái tài liệu nó khác như ở Việt Nam. Thì xin là nói là và cái quyển hồi năm trước 1975 1974 tháng giêng 1974 Trường Sa bị mắc vào tay Trung Cộng là Trung Cộng dùng vũ lực để cưỡng chiếm Trường Sa của Trường Sa Hoàng Sa của Việt Nam 1974, Đúng rồi. mà lúc lúc đó là đã họp hiệp định 1954 là chia đôi đất nước, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nó thuộc về miền Nam Việt Nam quản lý, đó là của Rồi. chính phủ Sài Gòn quản lý. Và 1974 thì nó là ai cũng biết là Trung Quốc đã dùng vũ lực để cưỡng chiếm Hoàng Sa đó, thì Rồi. Việt Nam chính phủ Việt Nam Cộng hòa lúc đó đó vừa vừa chống lại cái bộ đội của Cộng sản miền Bắc tràn dày, còn một mặt thì phải nổ súng trước để tự vệ, đó là gọi là tự vệ để khẳng định cái chủ quyền của đất nước miền Nam Việt Nam và của đất nước Việt Nam nói chung, dù miền Rồi. Bắc theo Cộng sản là theo cái khối của Cộng sản Trung Cộng, nhưng năm Rồi. 1974 khi miền Nam Việt Nam đã có bao nhiêu chiến sĩ để ngã xuống để giữ vững bờ cõi của miền Nam Việt Nam và Việt Nam nói chung á, thì chính phủ miền Bắc không bao giờ lên tiếng để ủng hộ, dù dù là chúng ta có khác về quan điểm nhưng mà chính phủ Cộng sản miền Bắc không bao giờ mà lên tiếng dục, đó là đó là cái mảnh đất của dân tộc của chúng ta, của quê hương của chúng ta, nhưng mà Cộng sản miền Bắc không bao giờ lên tiếng. Và về Trường Sa 1988 á, nếu bác các anh á, nói là công binh không được nổ súng trước, là đưa cái những 64 của chiến sĩ hay bao nhiêu chiến sĩ ở Hoàng Sa, dù
trong cái thâm tâm của Dũng Võ. Rồi, cứ nói. Những chiến sĩ ở công binh năm 1988 họ là chiến sĩ của người cộng sản, nhưng mà đối với em họ cũng là anh hùng, cũng là dân tộc, để bảo vệ dân tộc, lãnh thổ của Việt Nam, họ đều là những người anh hùng, dù họ có theo, dù họ theo có phục vụ cho chế độ nào đi nữa. Nhưng mà tại sao cộng sản năm Việt Nam 1988 không đem hải quân ra để bảo vệ cho những người công binh, gọi đó họ cho là những người công binh, để ra xây dựng đất đảo gì đó, tại sao không đem hải quân ra mà để cho hải quân Trung Cộng nó bắn giết người bộ đội của mình tại ở vùng biển của mình? Đó là tại sao, có lý do rồi đó. Rồi xong, nếu mà Dũng Võ xong chưa, xong Hoàng Sa Trường Sa, tức là có hai cái cuộc chiến, tức là năm 1974 đúng không, và 1988 đúng không, thì bây giờ mình nói này, thực tế ra mình phải có một cách nhìn khách quan một chút xíu. Năm 1972, khi mà Nixon gặp coi như là Mao Trạch Đông ở Bắc Kinh, và Kissinger gặp đặng cái đấy, tức là Mỹ và Trung Quốc đã gặp nhau ở coi như là Bắc Kinh, thì coi như là diễm nhiên Mỹ đã bán đứng chính quyền ngụy Sài Gòn rồi, đúng không? Cho nên là cái chuyện Hoàng Sa năm 1974, tôi nói với bạn là cái chuyện này là Mỹ đã bán cái Hoàng Sa cho Trung Quốc rồi, đúng không? Vì là khi mà Trung Quốc chiếm cái đánh chiếm cái quần đảo Hoàng Sa, thì là có mấy cái tàu hải quân của chính quyền ngụy Sài Gòn đấy, tức là gồm HQ-10 với HQ mấy gì đấy. Cái chuyện mà thôi bắn vào nhau chết chung các thứ thì mình không nói, nhưng có cái chuyện ví dụ cái thời gian đó nếu mà Việt Nam Cộng Hòa chống lại lấy lại đảo thì hoàn toàn lấy lại được, vì như này này, Hoàng Sa thì máy bay hồi đó của Trung Quốc không thể nào bay tới Hoàng Sa để mà coi như là đánh nhau được. Trong khi đó từ Đà Nẵng ra đã có một phi đội F-5 chuẩn bị sẵn sàng để ra đánh Hoàng Sa, để chiếm lại quần đảo Hoàng Sa, nhưng lệnh ở trên không cho phép. F-5 ở Đà Nẵng ra rất gần, mà trong khi đó dùng máy bay thì nói chung sẽ chiếm lại được cái quần đảo Hoàng Sa thôi, nhưng lệnh ở trên thì cái đấy là do cái bài của Mỹ đã bán cái Hoàng Sa cho Trung Quốc rồi. Thôi cái chuyện Hoàng Sa xong không nói nữa, là đó là năm 1974. Còn lại Dũng Võ nói là tại sao là chính phủ gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hồi đó không lên tiếng để mà bênh vực gọi là chính quyền ngụy Sài Gòn hoặc là Việt Nam Cộng Hòa đấy, là vì này, cái chuyện đó là cái chuyện rất tế nhị. Thời gian đó Việt Nam được sự ủng hộ của Trung Quốc và Nga để mà coi như đánh đuổi Mỹ và coi như chính quyền ngụy Sài Gòn, thì cái vấn đề đó vấn đề là ngoại giao, ông không được. Bây giờ coi như là cái chuyện đó thì mình chỉ nói đến đấy thôi, thì Dũng Võ hiểu rồi. Cái vấn đề thứ nhất, anh nói không. Cái này để cho Dũng Võ phản biện cái chỗ này, cái vấn đề ngoại giao, cái vấn đề ngoại giao, anh nói cái này là vậy theo anh nói, theo anh Bằng nói như vậy thì cái chế độ của dân chủ của Việt Nam Cộng Hòa nói là chính phủ miền Bắc đi, không dám nói tới, bởi vì cái quan điểm của theo anh nói vậy là nghĩ là dân chủ cái chính quyền miền Bắc á, nó đặt cái mối quan hệ nó quan trọng hơn cái lãnh thổ của ông cha của chúng ta để lại. Tôi xin lỗi, cái lỗi là việc của Việt Nam Hòa, đừng bao giờ đổi cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cái thời gian bây giờ, cái quyết tâm của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, và cộng với chính phủ lâm thời Cộng hòa Việt Nam là giải phóng dân tộc đã, đúng không? Cái hình chữ S đã. Còn cái chuyện Hoàng Sa là lúc đấy ngụy Sài Gòn là kẻ thù của coi như là chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chính phủ Cộng Hòa Dân Chủ như Việt Nam. Thôi cái Hoàng Sa mình chấm dứt ở đây. Ý của bạn thế, ý của tôi thế. Rồi còn lại để cho khán giả phán xét. Rồi. Đúng. Ý của anh hoàn toàn. Bởi vậy Dũng Võ mới nói là ý của Dũng Võ nó khác với ý của anh Bằng. Bởi vậy thì đấy, thôi để thôi mình cãi nhau thì nó đến ý dương vụ rồi.
Dạ, chứ Rồi. nếu mà ý của Dũng Võ giống như ý của anh thì em lên đây phản biện làm gì, đúng không? Rồi, xong. Mình phản biện là phản biện với nhau để cho mọi người để nhận xét và họ chưa thấy thì họ sẽ nhìn Còn ra. vấn đề về Trường Sa thì không biết là vừa nãy Dũng Võ có ngồi nghe anh Trần Văn Lịch nói trước không? Anh nói quá kỹ và quá rõ rồi, nếu mà Dũng Võ ngồi nói thì mình không cần phải nói lại lại nữa. Nhưng mà Dũng Võ thấy vậy là cái không 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 cái này là em không hiểu tại sao, bởi vì cái quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày xưa miền Bắc á, theo anh nói vậy đó, là em chỉ nhưng cũng Bây giờ này thôi rồi, mình sẽ trả lời về vấn đề Trường Sa nhé. Làm sao bị đứng hình rồi? Thôi để chờ chúng ấy, mình sẽ nói về Trường Sa, nói rất nhiều rồi.